Xin kính chào quý con cái rất yêu dấu của Chúa. Kính thưa hội thánh, một ngày kia khi Đức Chúa Trời muốn báo tin cho Joseph về việc Chúa Giêsu sẽ giáng sinh, thì Ngài sai một thiên sứ đến mà truyền rằng: hỡi Joseph, con cháu David, người chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Rồi thì sứ đồ Matthew thuật lại tiếp: mọi việc đã xảy ra y như vậy, hầu chứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: này, một gái độc trinh sẽ chịu xa thai và sanh một trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Kính thưa hội thánh, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ở trong khúc Kinh Thánh là lời mô tả, tường thuật, ghi nhận cái sự kiện Chúa Giêsu giáng sinh vào giữa lòng nhân thế, làm người. Nhưng mà vì Ngài là Đức Chúa Trời, là ngôi lời trở nên xác thịt, cho nên Chúa Giêsu ở giữa chúng ta là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Tuy vậy, mấy chữ Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta là một ý niệm rất quan trọng, rất quan trọng. Và có thể nói đây là cái ý muốn tối hậu của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh nhiều lần, nhiều lúc, nhiều cách khác nhau. Trước hết, chúng ta thấy rằng cái ý niệm Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta là một cái khao khát lớn của Chúa. Ý tôi muốn nói rằng Đức Chúa Trời khao khát được ở cùng chúng ta. Hội thánh hỏi chứ sao Chúa là khao khát ở cùng chúng ta? Dễ hiểu quá phải không? Bây giờ quý vị thử nghĩ, tại sao Chúa ở cùng chúng, muốn ở cùng chúng ta? Chúa rất là tha thiết muốn ở cùng chúng ta. Tại sao? Giản dị quá phải không? Tại vì Chúa yêu chúng ta quá. Khi mà có một thanh niên và thiếu nữ yêu nhau, thì sau đó sẽ có việc gì xảy ra? Có gì? Đám cưới phải không? Lý do của đám cưới là vì họ yêu nhau quá, và khi yêu nhau quá thì họ muốn gì? Muốn ở với nhau, phải không? Nếu có một chàng trai nào đấy nói anh yêu em quá, nhưng mà sau đó thì cứ lẳng lơ không chịu cưới á, chúng ta biết đó, không có yêu nhau thiệt đâu. Nếu yêu nhau thiệt thì rất muốn ở chung với nhau. Đức Chúa Trời yêu chúng ta thiệt, cho nên Ngài rất muốn ở cùng chúng ta. Có phải vậy không? Và đây cũng là cái ý muốn tối hậu nữa. Tối hậu là sao? Là cao điểm của tất cả mọi ý muốn khác của Chúa. Ở trong Kinh Thánh chúng ta biết rằng Kinh Thánh bày tỏ toàn thể ý muốn của Chúa, phải không? Kinh Thánh là sự mặc khải ý muốn của Đức Chúa, Chúa Trời. Thằng học nó dạy như vậy. Nhưng mà cũng có một số câu Chúa giao biết là Chúa muốn cái gì một cách trực tiếp, phải không? Bây giờ chắc hội thánh nghe những câu này quen rồi, nhưng mà tôi muốn nhắc lại để hội thánh nhớ. Trước hết thì Chúa muốn làm sao? Câu Kinh Thánh có lời chép rằng
Ngài không muốn cho một người nào chết mất. Xong là muốn điều gì? Ngài muốn cho mọi người đều ăn năn. Trước hết là Ngài muốn cho tất cả những tội nhân ăn năn, phải không? Rồi Ngài muốn gì nữa? Kinh Thánh chép sao? Ngài muốn cho mọi người đều được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, ăn năn tội. Rồi muốn cho họ được cứu. Và sau khi được cứu thì cái gì nữa? Hiểu biết lẽ thật, tức là hiểu biết lời Kinh Thánh nào. Chúa muốn cho quý vị ăn năn tội, quý vị đã ăn năn tội rồi. Chúa muốn cho quý vị được cứu, quý vị đã được cứu rồi. Bây giờ Chúa muốn thêm nào? Muốn cho mỗi con cái Chúa đều hiểu biết lẽ thật, hiểu biết lời Kinh Thánh này, mỗi ngày mỗi thêm. Rồi một chỗ khác chắc thế nào? Ngài muốn cho chúng ta không như con trẻ nữa. Nghĩa là không muốn cho tín đồ cứ ngày nào cũng như baby nữa, mà Ngài muốn cho chúng ta nên người thánh, thành nhân, nghĩa là trưởng thành thuộc linh. Có phải vậy không? Đó là những câu Chúa muốn đó. Rồi Chúa muốn điều gì nữa? Chúa muốn chúng ta nên thánh. Vì Kinh Thánh chắc thế nào? Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn anh em gì? Nên thánh. Mỗi người trong anh em phải giữ thân thể mình cho gì? Thánh sạch và tôn trọng. Chẳng bao giờ xa vào tình dục luôn tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết được Chúa Trời. Có phải Kinh Thánh chép vậy không? Có không? Tôi có chờ ghi ra hết các cái địa chỉ mà tôi muốn cho hội thánh thắc mắc về tìm hiểu thêm để cho nhớ. Vậy nó rồi thì quý vị không có nhớ. Ý muốn Chúa Trời là muốn anh em nên thánh, nghĩa tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người trong anh em phải giữ thân thể mình cho thánh sạch và tôn trọng. Chẳng bao giờ xa vào tình dục luôn tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết được Chúa Trời. Nhưng mà chưa phải tối hậu. Tối hậu là gì? Tất cả những điều Chúa muốn chúng ta được ăn năn tội, đi sai lại với Ngài, chúng ta được cứu rỗi, chúng ta được hiểu biết lẽ thật, chúng ta không được trở nên người thành nhân, không là con đỏ, chúng ta nên thánh. Cuối cùng là để làm gì? Để chúng ta được ở với Ngài và Ngài ở được với chúng ta, phải không? Cho nên Chúa Giêsu trước khi lên trời, Chúa phán thế nào? Ta đi sám xả cho ngươi một chỗ, phải không? Mà chỗ đó là sao? Chỗ đó là chỗ để làm gì? Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó với ta. Chúa muốn Chúa ở đâu thì mình ở đó. Cho nên trong gian, đó là gian đoạn 14, mấy câu đầu. Còn gian đoạn 17 thì Chúa chép làm sao? Chúa phát làm sao? Chúa cầu nguyện với Chúa Cha, phải không? Cha ơi, con muốn gì? Con muốn là con ở đâu thì những cái mà Cha giao cho con cũng ở đó với con. Đó là ý muốn của Chúa. Chúa rất muốn chúng ta ở với Chúa. Lòng thương yêu của Chúa muốn chúng ta ở với Chúa. Cho nên Chúa mới kể câu chuyện con trai quan đàn, là ông cha ông chừng ngày ông chờ con mình trở về làm gì? Để ở với ông. Ở trong khúc Kinh Thánh chúng ta vừa đọc thì Chúa phán rằng: người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mục đích Chúa giáng sinh là gì? Cứu dân mình ra khỏi tội, cứu nhân loại ra khỏi tội, phải không? Ai cũng biết điều đó. Quý vị có biết chữ Giê-xu nghĩa gì không? Tôi nghĩ mình tin Chúa Giê-xu nhiều năm rồi, bây giờ muốn hỏi thăm hội thánh là biết chữ Giê-xu là gì?
ý nghĩa chữ Giêsu sao? Chứ Christ thì khi nào có dịp thì tôi cắt nghĩa bây giờ chữ Giêsu trước. Giêsu là sao thưa quý vị? Dạ. Giuse. Nhưng mà nghĩa là sao? Dạ phải. Anh Hải là người có biết được chữ đó rất đúng. Chữ Giêsu. Thật ra tiếng Hy Lạp đọc đây. Jesus. Christos. Jesus. Chữ Jesus. Jesus ở trong tiếng Hy Lạp là cái là chữ Joshua trong tiếng Hebrew. Nhưng mà chữ Joshua đó là viết tắt à. Cũng như Elizabeth, cái hoàng Elizabeth, cái tên Elizabeth, cái tên rất là nổi tiếng trong tiếng Anh, phải không? Thì có người họ đặt tên cao họ Lisa. Lisa. Lisa là bên Đức họ cũng cao kêu công Lisa. Chữ đó nổi tiếng lắm. Lisa là chữ tác của chữ Elizabeth. Thì chữ Joshua là trong tiếng Hebrew á, chứ không phải tiếng Anh giống. Chữ Joshua chúng ta đọc là trong tiếng Pháp á, dịch qua đó. Thì chữ Joshua, Jesus là Joshua. Mà Joshua đó là viết tắt của một cái chữ dài hơn gọi là Jehoshua. Chữ Jehoshua đó thì nó gồm hai cái chữ kết hợp lại. Thứ nhất là chữ Jehovah. Jehovah là gì? Jehovah là Đức Chúa Trời. Và chữ Yasha. Yasha cũng là Yahshua là gì? Là có nghĩa là deliver hay là save, cứu. Cho nên chữ Jehoshua có nghĩa là Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi. Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi. Cho nên khi Chúa Giê-xu đến thế gian mà đặt tên Ngài là Giê-xu thì có nghĩa là đây là Đức Giê-hô-va và là sự cứu rỗi. Cho nên Kinh Thánh chắc thế nào? Người khá đặt tên con trai đó là Giê-xu, Joshua, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi. Nhưng mà tại sao mà Chúa cứu mình ra khỏi tội? Là vì nếu mà mình giữ tội thì mình có đến với Chúa không? Không đến với Chúa được. Mà Chúa ở với mình được không? Chúa không ở với mình được. Và mình có lên thiên đàng ở với Chúa mãi mãi được không? Cũng không luôn. Vậy thì lý do mà Chúa đến thế gian chịu chết trên thập tự giá là để cứu mình. Mà cứu mình là để mình ở với Chúa. Cho nên mục đích tối hậu của việc Chúa Giê-xu giáng sinh là để Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta ở cùng Ngài mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi. Đó là một tôi học của Chúa. Thưa hội thánh, đây là tin lành, tin tức tốt lắm, good news. Đức Chúa Trời yêu chúng ta và rất muốn ở cùng chúng ta mỗi người. Chúng ta sẽ nghĩ tôi mà Chúa muốn ở cùng sao? Vợ tôi nhiều khi không muốn ở với tôi. Đây là tin lành. Tất cả những người đàn ông mà bị vợ nói rằng tôi không muốn ở với ông nữa thì Chúa vẫn nói ok, ta rất muốn ở với con. Hãy sửa soạn đời sống mình để tất cả những người đàn bà bị chồng đẻ và đi ở đồng bằng khác, đây là tin lành. Chúa phán hỡi con, ta rất muốn ở với con để chia sẻ nỗi đau khổ của con. Hỡi những ông cha bà mẹ mà mấy đứa con nó con muốn chở cha mẹ đó, những ông cha bà mẹ vẫn nghe Chúa phán hỡi con, ta muốn ở với con để gánh những gánh nặng của đời sống con và
của những đau khổ, những tan vỡ của lòng con. Chúa rất muốn ở với chúng ta. Và đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn hơn hết, trong những lần mà, những lúc mà chúng ta tuyệt vọng, khổ sở, buồn khổ, cô đơn hơn hết, Chúa rất muốn ở với chúng ta. Vì Chúa biết chúng ta rất cô đơn. Rất cô đơn. Không ai ở với chúng ta mà có thể đem lại niềm an ủi và sự bình an giống như Chúa ở với chúng ta. Người ta ở với chúng ta, người ta sẽ phê phán chúng ta. Nhưng Chúa không. Ok, được, ta chấp nhận. Con là con của ta, con sửa, nhưng mà ta muốn con sửa, nhưng ta vẫn chấp nhận con. Ta muốn ở với con. Đó là sự tin lành cho những, đó là tin tức tốt lành cho tất cả những hoàn cảnh của tất cả những con người đau khổ. Tôi thấy điều đó. Có những lúc tôi thất bại, tôi không nghĩ là người nào muốn ở với tôi, mà tôi cũng là người khó tánh. Có lần tôi nói với vợ tôi, nói thật, tánh anh là ưa phê phán. Tánh tôi nhỏ lớn lên ưa chê người này, trách chê người kia, khuyết điểm của người đó. Một bữa kia Chúa phán với tôi, tánh con như vậy, thiên sứ gấp đi, ê xuống ở với con 3 ngày cũng xin chuyện đó. Ngài cũng không ở với con được. Tôi ăn nè. Nhưng mà cũng hết tánh đó. Nhiều khi tôi cũng bực mình về cái chuyện này chuyện kia người khác. Thái lỗi người ta dễ, thái lỗi mình khó phải không? Bình thường như vậy. Nhưng mà Chúa muốn ở với tôi. Tôi biết điều đó. Và Chúa từng lao nước mắt cho tôi nhiều lắm. Thấy rõ như vậy. Lúc mà không ai ở với tôi nữa, Chúa vẫn ở với tôi. Và đó là tin lành mà tôi kinh nghiệm. Tôi muốn chia đổi thành viên. Bây giờ điều thứ hai tôi muốn nói với thánh sáng hôm nay đó là Chúa muốn ở với chúng ta, nhưng mà cách Chúa ở với chúng ta sâu xa và khác hơn cách của người đời ở với chúng ta, và có phước hơn cách người đời ở với chúng ta. Bởi vì người ta ở với chúng ta là ở bên cạnh chúng ta, nhưng mà Chúa ở với chúng ta là Chúa ở trong chúng ta. Chúa ở trong chúng ta. Chúa Giêsu nhiều lần phán Ngài ở trong chúng ta, Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Và sáng hôm nay tôi muốn kết hợp giữa sáng thế ký với Matthew như tôi đã từng thưa với hội thánh đó. Nãy bữa nay không lên với sáng thế ký được. Hôm nay tôi muốn chúng ta học một câu. Hai câu là ở trong sáng thế ký đoạn 1 câu 6 câu 7. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người gì? Như hình ta và theo tượng ta. Vâng. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài và Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình Chúa, tượng Chúa. Để làm gì? Một bài giảng khác tôi sẽ giải thích thêm về Chúa Trời tại sao giống dẫn chúng ta giống như hình Ngài. Để làm gì? Tại sao mà Ngài dẫn nên loài người như hình Ngài và theo tượng Ngài? Hôm nay tôi nói một trong hai cái lý do quan trọng nhất. Bây giờ tôi đưa quý vị xem cái này. Quý vị mà đi đọc sách Thần Hàm ở trong các thư viện thì cả đời cũng không biết, cũng không có đồng ý với nhau được, vì các nhà Thần Hàm nó quá nhiều và nó quá xa lạ. Nhưng mà đây là điều Chúa dạy cho tôi chia sẻ lại. Tôi muốn hỏi quý vị cái này là cái gì? Dạ. Đây là cái gì? Cái bàn tay. Tại sao quý vị biết cái này là cái bàn tay? Vì cái này là hình cái bàn tay, phải không? Phải không? Hình bàn tay. Vậy thì nếu Đức Chúa Trời dựng nếu chúng ta theo hình Ngài thì nghĩa là thế nào? Nghĩa là nhìn chúng ta thì người ta thấy Đức Chúa Trời, biết Đức Chúa Trời là thế nào. Tôi nói là con người mới được dựng nên nhé. Bây giờ chúng ta có còn giữ nguyên hình ảnh Chúa không?
Tội lỗi làm chúng ta giống như tấm gương đó, hình ảnh bị méo mó rồi. Nhưng mà cho nên người ta nhìn vào chúng ta nhiều khi thấy sai về Chúa nữa. Nhưng mà nguyên thủy khi Đức Chúa Trời dựng lên ông Adam thì ông Adam mang hình ảnh của Chúa. Và có một hình ảnh, có một hình ảnh nào trên mặt đất này mà chúng ta từng, loài người từng thấy mà đúng y là hình ảnh của Chúa không? Có không? Ngọn ông Adam ra, Chúa Giêsu Christ. Thấy Chúa Giêsu Christ là biết Đức Chúa Trời đáng như thế nào. Chúa Giêsu mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, Ngài là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép thế nào? Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không? Không thấy được, phải không? Chúng ta là hình ảnh Đức Chúa Trời không thấy được khi mới được dựng nên. Cho nên con người được dựng nên theo hình của Chúa là khi nhìn vào chúng ta thì người ta biết Chúa. Và trong tương lai tôi sẽ giải thích tại làm sao mà khi chúng ta được dựng nên theo hình của Chúa và tượng của Chúa thì chúng ta mới quản trị loài chim trời, loài cá biển, vân 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 mà Kinh Thánh nói. Cái đó là mình dành một bài giảng khác, bữa nay không làm được. Nhưng mà loài người chỉ có được dựng nên theo hình ấy, hình của Chúa thôi sao? Phải không? Có phải vậy không? Kinh Thánh là sao? Dựng nên theo cái gì của Chúa? Tượng Chúa nè, phải không? Bây giờ tôi có cái này. Ở đây thường dùng cái này lắm. Tôi muốn hỏi cái gì đây? Dạ, hai cái găng tay phải không? Anh Lạc có biết cái gì không? Lạc giỏi lắm, biết cái gì. Cái này được làm nên theo cái gì của tôi? Dạ, theo hình cái bàn tay tôi phải không? Nó có được làm nên theo cái đạo, hình cái đầu tôi không? Nó có được làm nên theo hình cái mặt tôi không? Nó được làm nên theo hình cái tay của tôi. Nhưng mà nó có phải là chỉ làm nên theo hình tay tôi không? Không. Nó còn được làm nên theo cái tượng của tay tôi nữa phải không? Chứ đây là cái hình, cái này với cái này không khác nhau phải không? Khác nhau không? Khác nhau không? Cái này được làm nên theo hình của tôi thôi, cái tay tôi thôi. Còn cái này được làm nên theo hình và tượng cái tay của tôi, có phải vậy không? Có phải không ạ? Quý vị nói yếu quá, có phải không? Không đồng ý thì giải thích. Có đồng ý không? Cái này được làm nên theo hình cái tay của tôi. Còn cái này được làm nên theo tượng cái tay của tôi. Và kết quả là sao? Kết quả người ta nhìn cái này thì biết cái tay của tôi thế nào phải không? Còn kết quả cái này thì người ta nhìn cái này người ta cũng biết cái tay của tôi thế nào, nhưng mà đồng thời còn sâu xa hơn. Kết quả là cái tay của tôi có thể chiếm hữu cái này. Phải không? Đây là lý do Chúa dựng nên chúng ta. Chúa dựng nên chúng ta theo hình Chúa và theo tượng Chúa thì Chúa mới có thể ngự ở trong chúng ta được. Muôn vật không có cái gì mà được dựng nên theo hình của tượng Chúa và tượng Chúa, cho nên Chúa không ngự trên cái muôn vật nào được hết trơn. Đức Chúa Trời không thể ngự trong con voi được, và con voi lớn hơn chúng ta. Đức Chúa Trời không ngự trong con công được, và con công đẹp hơn chúng ta. Đức Chúa Trời không thể ngự trên con chim được, và con chim bay nhanh hơn chúng ta. Đức Chúa Trời không thể ngự trên con bướm bướm được, dầu con bướm bướm rất là sặc sỡ. Mà Đức Chúa, bởi vì những vật đó có được dựng nên theo hình Chúa và tượng Chúa không? Duy nhất chúng ta được dựng nên, loài người chúng ta được dựng nên theo hình Chúa và theo tượng Chúa. Cho nên Chúa có thể làm được một việc là Chúa ngự trong chúng ta. Ngự trong chúng ta được. Và đây là điều quan trọng. Vì chúng ta được dựng nên theo hình của Chúa, cho nên chỉ có duy nhất Chúa mới có thể làm đầy chúng ta. Cái này á, là cái được dựng nên theo cái gì mà của tôi? Hình tôi và tượng cái tay của, hình cái tay tôi, tượng tay tôi. Cho nên chỉ có tay tôi mới làm đầy cái này được. Phải không? Bây giờ tôi không biết ai có nhẫn kim cương,
mà tôi sợ tôi vượng rồi cũng không cho vượng đó. Bữa hôm qua tôi đến quán $1 để cố mua một vài chiếc nhẫn kim cương giả mà. Nhưng mà không mua được. Sáng nay tôi có xin một vài cái nữ trang quý và giả làm như là đồ bằng vàng và kim cương. Là vì thế này, là vì á, tôi có ý định là bỏ thử những cái thứ nó vô trong này thì nó có cùng phiêu cái này không. Tôi thử bỏ xe hơi vô, quý vị nghĩ cái xe hơi này có phùn phiêu cái này không? Có không? Nó có được dẫn đến thành cái xe hơi không? Không. Cái này mấy bà này khách vào ở đây mới biết giá trị của nó. Tôi không biết nó bao nhiêu. Nhưng mà mấy cái hộp xoàn này, nếu kim cương mà lớn cỡ này á thì rất nhiều tiền. Tôi chưa bao giờ thấy mặt nó. Bây giờ tôi thả nó vào có phùn phiêu không? Có phùn phiêu không? Không phùn phiêu. Không phùn phiêu, never. Thưa hội thánh, cách đây lâu tôi có đọc một bài quảng cáo về kim cương. Đúng là cái giờ tờ quảng cáo về kim cương. Chụp hình hai một người đàn ông, một thiếu nữ hết sức đẹp trai, đẹp gái, giống như công tử với là mỹ nữ. Đúng là công tử mỹ nữ. Và nó rằng, và cái tờ quảng cáo rằng, làm nàng tràn ngập hạnh phúc khi nhìn những tia kim cương chiếu sáng. Nghĩa là kim cương có thể là phùn phiêu cái lòng tinh hầu của cổ. Nhưng mà có thực vậy không? Có thật không? Nàng không được dựng nên theo hình và tượng của kim cương, nên bao nhiêu kim cương bỏ vào cũng không thể nào đầy tâm hồn của nàng được. Đó là lý do mà biết bao nhiêu người có kim cương vẫn lôn đi, vẫn đau khổ. Và có biết bao nhiêu cuộc chia tay chia nhau từng đóng kim cương. Tôi muốn hỏi quý vị, hồi nãy tôi có xe hơi, bây giờ có nhiều khi á, các công ty quảng cáo xe hơi để một người cười tươi như hoa và lòng có thể nói là sung sướng, mãn nguyện 100% bên cạnh chiếc xe hơi lộng lẫy, để mời gọi nhân thế và tạo cho họ một cái ảo tưởng rằng nếu họ được cái xe hơi đó rồi thì họ hạnh phúc hoàn toàn, thỏa mãn hoàn toàn. Tôi hỏi quý vị thấy chiếc xe hơi này có làm phùn phiêu được cái đồ găng tay này không? Chiếc găng tay này. Chiếc găng tay này được dựng nên theo hình và tượng của tay tôi. Duy nhất chỉ có một cái là tay tôi làm phùn phiêu được đó. Bao nhiêu người lái chiếc xe hơi lộng lẫy ra khỏi nhà mỗi buổi sáng mà tâm hồn thì tan nát. Nhiều người toan đem căn nhà vĩ đại bỏ vô trong này. Các hãng quảng cáo chụp hình những căn nhà thật lộng lẫy và có một cặp đàn ông đàn bà đứng trước đó để cầu chúng ta, để dục trong chúng ta những cái tư tưởng mà thực ra nó không có thật. Tất cả chỉ là phương tiện để sống thôi, không làm mãn nguyện chúng ta đâu. Chỉ có Chúa mới làm đầy chúng ta được.
biết bao nhiêu cuộc đời. Trong những căn nhà lòng lại, biết bao nhiêu người kéo lê những cuộc sống, đau khổ và phải ăn những bông trái cay đắng cùng cuộc hôn nhân vô phước trong những căn nhà lòng lại sầm nặng. Vì sao? Vì lầm tưởng rằng căn nhà có thể làm cho phùn phiêu tâm hồn của mình, mơ ước cuộc đời mình hoàn toàn lầm. Chỉ có được Chúa Trời mà thôi. Ông Augustine đã trải qua một thời đầy đủ hết tất cả gì ông muốn trên đời, vì ông có con có một quá phụ rất là giàu ở Carthage, Bắc Phi. Đến một ngày kia, ông chán mệt trong đường tội lỗi, ăn năn trở lại với Chúa, hết lòng theo Chúa và trở nên môn đồ, một nhà thần học lớn nhất của đạo Tin Lành xưa nay. Công giáo họ phong thánh cho ông, mình không kêu ông thánh nhưng mà thật, ông là nhà thần học lớn nhất. Các tôi tưởng sao thao phao lồ, không nói đến các sư đồ. Trong lịch sử hội thánh ngày nay á, tôi không thấy ai mà tư tưởng thần học nó gần với kinh thánh và nó vĩ đại và khôn ngoan như Augustine. Một ngày khi không trở lại với Chúa, ông khác ông thân ông cầu nguyện thế nào? Chúa ơi, linh hồn con được dựng lên để cho Ngài ngự trị, cho nên con sẽ cô đơn, con sẽ buồn thảm, con sẽ mòn mỏi trong thế gian này, cho đến chừng nào con được đầy dạy chính mình Ngài. Đúng không? Đúng phải không? Xin mời thánh đứng dậy con em. Xin hội thánh nói theo tôi lời cầu nguyện ngắn sau đây. Lạy Chúa, linh hồn con được dựng nên theo hình tượng của Ngài. Lạy Chúa, chỉ có Ngài mới làm mãn nguyện lòng con. Xin Ngài đến ngự vào trong con, cắt hết mọi ngăn trở của lòng con để ngự vào trong con. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Xin nhà hội thánh cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin ban chúng con đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội chúng con như chúng con tha các phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con ra khỏi nhiều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển thuộc về Cha đời đời không. Từ nay cho đến đời đời.